Về nơi sâu thẳm tâm hồn, tập 9. Kiev năm 1996. Galina, có phải chị muốn hỏi tôi rằng chị có nên mua một cái nhà của tôi hay không? Tôi sẽ trả lời chị dứt khoát là không, đừng bao giờ mua. Nói chung tôi khuyên chị không nên tham gia lĩnh vực này. Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi đã quyết định xong rồi. Và nếu anh bán cho tôi cái nhà này, thì tôi sẽ đặt hàng công ty của anh để xây nốt và hoàn thiện nó. Đó là quyền của chị. Vladimir Petrovich, tôi nghe đây. Và Rondi Silava Yadavna bảo Boris đến gặp tôi. Vâng, tôi làm ngay, tốt lắm. Vladimir Petrovich, đây. Đây là Galina Arkadyevna Kamenetskaya. Rất hân hạnh, tôi là Boris. Chào anh. Galina Arkadyevna mua lại tòa nhà chưa hoàn thành của chúng ta. Chị ấy muốn đặt hàng hoàn thiện theo ý muốn. Cậu là phụ trách công trình, vì vậy tôi giao cho cậu. Trao tay luôn. Tôi sẵn sàng, Galina Arkadyevna, mời về văn phòng tôi, ta thảo luận chi tiết. Cảm ơn. Chúc may mắn. Tạm biệt. Sang năm trường đại học của chúng tôi sẽ tròn 350 tuổi. Có lẽ thật tuyệt vời khi cảm thấy mình là người tiếp nối truyền thống lâu đời như vậy. Phải rồi, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Chào giáo sư. Ô, xin chào. Người ta bảo em đến gặp giáo sư. Cảm ơn đã đến. Tôi muốn giới thiệu với em ông Gol. Ông Gol, tôi xin giới thiệu với ông học trò xuất sắc nhất của chúng tôi, Margot Sikorsky. Đây là niềm tự hào của chúng tôi. Chào ông. Rất vui được gặp cô Margot. Tôi là Henry Gol, đại diện cho công ty Coranil Ltd. Rất hân hạnh. Tôi rất ấn tượng với báo cáo của cô về công việc đã làm với công ty của Siro Select. Từ một quán cà phê nhỏ đến một chuỗi nhà trọ hạng trung, thật ấn tượng, ngoan ngô. Margot, hãy nghe bạn của tôi cho kỹ nhé. Tôi được phép thông báo với bạn rằng chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng bạn vào công ty ngay bây giờ để làm trợ lý cho trưởng phòng tiếp thị. Đó là khởi đầu. Thật bất ngờ quá. Nhưng tôi còn phải học một năm nữa. Ngài Gold biết rồi. Không phải mọi sinh viên đều được đề nghị như vậy. Vì thế, đúng thế. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Đúng thế, cô Margot, hãy suy nghĩ và gọi lại cho tôi. Đừng đánh mất danh thiếp nhé. Cảm ơn, tôi nhất định sẽ gọi. Tôi sẽ đợi. Chúc một ngày tốt lành. Xin giáo sư, cho phép tôi xem lại tầng 1 nhé. Tất nhiên rồi, ngài Harry. Xin mời. Thưa giáo sư, em có nên đồng ý không? Tất nhiên rồi, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng liệu em có thể tốt nghiệp đại học khi đang làm việc không? Em ấy à, tất nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ trong tình huống này, em sẽ phải làm học mà không được nghỉ. Không thể cắt được. Vâng, không thể cắt được. Thật tuyệt. Tôi phải chạy để bắt kịp đồng nghiệp. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Boris, tôi xin lỗi không thể mời anh đến nhà. Tôi có con trai và con dâu ở nhà. Mẹ tôi cũng ở nhà. Nhưng nếu chị không phiền, tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó. Nghĩ đi. Đi thôi. Đi đâu đây? Đi thẳng. Nhưng anh biết mẹ em ở nhà, nhưng không ở qua đêm. Em thật thông minh. Phải, em nhanh trí mà.
Vera, có lẽ chúng ta gọi cảnh sát đi. Đã có chuyện gì thế? Trời ạ. Mẹ ơi. Xin chào. Sao? Lo lắng à? Maxim, cắm hoa vào lọ đi. Thế này nha, mẹ đi tắm rồi ngủ. Và đừng ai đánh thức mẹ nha, được chứ? Thế này là bình thường à? Sao nữa? Mẹ với bố ly hôn rồi. Em không biết. Nhưng mặt khác, nếu mẹ có chồng mới, mẹ sẽ chuyển ra khỏi chúng ta, sẽ ở riêng. Thế có tệ không? Cái chính là mẹ không lôi hắn đến đây. Trên ghế sofa. Cái này dành cho em. Cảm ơn anh. Ôi. Chà, khi nào chúng ta xong việc? Chúng tôi có vấn đề với ban công. Cấu trúc rất không đáng tin. Cần phải được làm lại toàn bộ. Không có thời gian làm lại cái gì đâu. Vài ngày tới, Ủy ban Quốc gia sẽ nghiệm thu nhà. Không thể ngoãn được. Hơn nữa, đã có người mua. Không được để tụng mất anh ta. Thế anh đề nghị gì? Tăng cường cấu trúc và tốn ít máu thôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ tăng cường. Nhưng tôi cảnh báo, nếu không có biện pháp quyết liệt thì mọi chuyện có thể xảy ra. Và được, làm thế nào tùy cậu. Cứ tăng cường đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cái ban công sẽ không đổ chứ. Tất cả sẽ bình thường thôi. Và mọi thứ sao chúng ta đều không quan trọng, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi không phải đồ ngốc. Ờ, thế thì tốt. Vladimir Petrovich, có người của tạp chí Che đến gặp anh. Ồ, họ gọi rồi mà tôi quên mất. Nào, để họ vào. Mời vào. Tên tôi là Anna, rất hân hạnh, tôi là Vladimir Petrovich. Mời cô ngồi. Cô dùng trà hay cà phê? Làm ơn cho tôi cà phê. Voronuya cho cà phê và sô-cô-la nhé. Trong lúc chờ đợi, xin hỏi anh vài câu. Vladimir Petrovich, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của anh. Và độc giả của chúng tôi sẽ rất quan tâm đến việc anh, một chàng trai giản dị, xuất thân từ một gia đình nông dân, đã trở thành một doanh nhân có đẳng cấp như thế nào. Chính tôi không biết giáo sư của tôi đã bảo vệ luận án tiến sĩ về đề tài này. Tôi đã nói hết với ông ấy những chuyện vớ vẩn này. Ô, cảm ơn Boroneska. Cảm ơn. Và ông ấy đây, nghĩa là cuối cùng, ông ấy bảo tôi, cậu biết đấy, cậu nói rất hay. Đến nỗi vào lúc nào đó, ngay cả tôi cũng tin cậu. Còn gì nữa không? Vladimir Petrovich. Không, cảm ơn Boroneska. Tất cả đều ổn, cảm ơn. Thế anh đã nhận được bao nhiêu? Tạm được so với những gì tôi đã nói phét. Và vài chỗ nói thật. Anna. Cô sẽ nói gì nếu tôi mời cô đi nhà hàng tối nay? Mời chân tình. Vâng, nếu mời chân thành thì tôi không phản đối. Tốt lắm. Chà, tất cả tuyệt vời. Tất cả đều hoạt động. Thế với SDS, chị đã đồng ý với tất cả các câu hỏi à? Nhưng SDS có liên quan gì ở đây? Chỉ là vị chủ tịch đáng kính của ủy ban muốn làm rõ mọi chi tiết. Nhưng SDS sẽ chỉ ký hợp đồng sau các anh. Tôi có thể xem lại ban công lần nữa không? Chị mới làm nó gần đây phải không? Vâng, chắc chắn rồi. Vậy thì tôi sẽ đi lên trên. Nào, chúng ta đi tiếp đi. Sau một tuần nữa, chị sẽ có tất cả các chứng chỉ cần thiết và lên đường may mắn.
Cảm ơn anh rất nhiều. Này, sao chúng ta lại ở đây? Nào đi về phòng đi, ở đó bàn đã được bày sẵn rồi. Rất rất tốt. Boria, gọi xe cấp cứu đi. Và cả cảnh sát nữa. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Thế à, phải. Chúng ta có gì sẵn sàng nhỉ? Bữa ăn sáng. Chị ấy nhìn em rất nghiêm khắc, như thế chị ấy không vui khi em ở đây. Thôi nào, đừng bịa nữa. Ngược lại anh nghĩ cô ấy nhìn em với thái độ biết ơn. Có lẽ cô ấy nghĩ, à, cuối cùng thì trong nhà cũng có người yêu anh ấy. Có thể chăm sóc anh ấy lúc tuổi già. Đừng bao giờ nói thế. Anh không già, anh rất trẻ và đẹp trai. Thật không? Thật. Nào ăn sáng thôi. Đi nào, hãy xem em đã nấu được gì ở đó. Cháo bột yến mạch. Tất cả như anh bảo, không có bơ. Và không có đường thế nào. Anh sẵn sàng tiết lộ một bí mật khủng khiếp cho em. Thực ra anh ghét cháo yến mạch. Ôi, đồ lừa dối. Đối với anh nó giống như một loại thuốc. Nhưng từ bàn tay của em, món cháo này là thần thánh. Cũng là một kẻ giả vờ nữa. Cháo ngon quá. Cháo gì ngon thế? Nếu tay em nấu thì ngay cả chất độc anh cũng ăn. Chào buổi sáng, Sveta. Xin chào. Ôi, bạn làm gì thế? Để tôi tự đậy nắp và nấu. Không sao đâu, tôi rất vui khi được nấu ăn cho Volodya. Sveta, thứ lỗi cho tôi. Hôm qua tôi quên gọi cho cô. Cô đừng nghỉ hôm nay mà. Nhưng tôi mới nghỉ 2 ngày trước đây thôi. Có sao đó, cứ nghỉ thêm ngày nữa. Có lẽ sắp tới đây tôi sẽ không phải làm gì nữa. Được rồi, tạm biệt. Đây, thực phẩm ở đây nhé. Tạm biệt. Sveta, cô ấy thật tốt. Cô ấy đã ở với chúng tôi 12 năm rồi. Vâng, chị ấy tốt. Nhưng giá như em có thể tự mình giải quyết hết. Thế em biết làm gì? À, nấu ăn này, dọn dẹp này. Em biết làm mọi việc. Anh chỉ ghen tị với chính mình. Tôi nghe đây. Vâng, tôi sẽ làm. Xong rồi, Anuya, anh phải chạy đây. Thế còn em? Ồ, tiếp tục đi. Cinderella, lọ lem. Em không phải là lọ lem. Xong rồi, tạm biệt. Xin chào anh, có gì mới không? Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Có một diễn viên thú vị, tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp chúng ta. Chào Vladimir Petrovich. Xin chào. Xin lỗi vì để anh phải đợi. Mời đi với tôi. Ngồi tạm đi. Vladimir Petrovich, tôi muốn hỏi vài câu về tình trạng của tòa nhà. Ở thời điểm chuyển giao cho chủ mới. Vladimir Petrovich, anh cho phép chứ?
Trước khi chuyển giao cho chủ mới, kiến trúc sư trưởng của công trình, Boris Akhangelsky, đã kiểm tra toàn bộ và thấy là tất cả đều ổn. Chủ mới làm bước hoàn thiện cuối cùng. Hoàn thiện nào? Bên trong. Việc ấy đã được kiến trúc sư trưởng đồng ý không? Việc đó được kiến trúc sư trưởng giám sát. Công ty của Vladimir Petrovic chỉ cung cấp nhân công và vật liệu. Biên bản đây cho thấy có trách nhiệm thuộc về kiến trúc sư và người mua. Có chữ ký của chủ mới và kiến trúc sư trưởng. Rõ rồi. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ tài liệu này. Nếu anh có thêm câu hỏi, chúng tôi sẽ đến bất cứ lúc nào, ngay khi yêu cầu. Tuyệt lắm. Thật tốt khi không phải chạy theo ai đó. Xong rồi các anh có thể đi. Chúc mọi điều tốt lành. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Bây giờ hội đồng về vụ sập ban công làm việc. Và theo hậu quả của nó, với tư cách là chủ sở hữu tòa nhà, chị sẽ bị buộc tội. Tội gì? Tôi không liên quan gì đến việc này. Mời chị xem, đây có phải là chữ ký của chị không? Phải. Đây là biên bản hoàn thiện công trình. Đây có chữ ký của chị và kiến trúc sư trưởng Boris Akhangelsky. Ở đây cho thấy không có khiếu nại về chất lượng của công trình. Thế thì có liên quan gì đến cái ban công bị sập? Chị nhìn lại ngày tháng đi. Họ bảo tôi rằng đây thuần tí là hình thức thôi. Phải làm thế để xác nhận chủ sở hữu. Rõ rồi, nếu chị không hiểu việc này, chị nên nhờ một nhà tư vấn. Vấn đề nghiêm trọng đấy. Dạ, đó là người của tôi. Tôi không thể không tin tưởng họ. Chị biết không, Galina Arkadyevna, hãy thuê một luật sư giỏi. Bởi vì người lạ không bị đặt. Người mình bị đặt thôi. Thế nào Galia, điều tra viên đã nói gì? Tuyệt vời, anh và Sarkozy phải làm thằng ngốc để đổ hết những gì không hoàn hảo của anh vào đó. Và rồi tôi xuất hiện ngu ngốc và thiển cận. Galia, chị đang nói gì vậy? Boris, thế anh kéo tôi lên giường để tôi không nghĩ gì à? Chị đang nói nhăng nói cụi gì vậy? Tôi bị ràng buộc, tôi phải đối mặt với thời hạn. Nếu tôi bị bỏ tù, người của tôi sẽ ra sao? Vậy thì hãy làm cho của anh ở lại với anh. Và của tôi với tôi. Nói với sếp đi, anh là tay phải của ông ta, ông ấy có thể làm được rất nhiều. Tôi biết rõ Vladimir Petrovich, hãy để anh ấy giúp chúng ta. Galia, anh ấy đã sa thải tôi hôm qua. Anh ấy bảo không biết gì về công việc của tôi. Thế à, bây giờ phải làm gì với vụ việc của chúng ta? Boria, chúng ta phải gắn bó với nhau, nếu không chúng ta sẽ vào tù, chứ không phải tên khốn ấy. Anh biết rõ những trò tai quái của anh ta. Hãy nói chuyện với anh ta, thử dọa xem, Galia. Tất cả sẽ ổn thôi. Hãy bình tĩnh. Tôi hứa với chị là chúng ta sẽ vượt qua. Tôi chỉ xin chị bình tĩnh. Thôi đến chỗ tôi đi. Có việc gì chúng ta sẽ giải quyết hết. Anh sẽ ở bên em, anh yêu em. Vì vậy Margot, tôi quyết định rồi. Nếu bạn chuyển đến nhà trọ của tôi, bạn sẽ có những phòng tốt nhất. Cảm ơn Sirosa, nhưng tôi đã quá quen thế này rồi. Nhưng tôi cảm ơn bạn thế nào đây? Bởi vì tất cả đều nhờ vào bạn. Tôi tin bạn nên đã đầu tư vào dự án này và có được kết quả tuyệt vời. Thế thì đặt bàn này cho tôi mãi nhé. Bàn này ư, tất nhiên là được. Kính thưa quý vị, từ nay bàn này được dành riêng cho cô Margaret Sarkozy mãi mãi và sẽ được phục vụ miễn phí.
Galina Arkadievna, mẹ lại uống rượu à? Bởi vì hóa ra là do lỗi của tôi khiến cái ban công chết tiệt này bị sập. Cái quái gì đấy? Chẳng phải chúng ta cùng nhau xây cái nhà này sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Sakusaki à? Còn con thì sao? Con nên mừng đi. Mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Trả lại đi. Trả lại đi. Đó là con. Con đã bắt mẹ mua cái hộp này vì một điều với họ, phải không? Trả lại hả? Nào, trả lại đi. Đồ súc vật. Đồ súc vật hai mặt. Mày coi thường tất cả mọi người. Mày bỏ mặt tao. Bỏ mặt mắt. Bỏ mặt mọi người. Các người không nghĩ gì cả. Tôi đưa tiền của tôi cho các người. Các người đã đến mức tôi có lỗi gì trong chuyện này? Nếu không có mày, sẽ không có chuyện này. Thế ai đã chu cấp cho mẹ 3 năm qua? Mẹ và con trai của mẹ. Khi Edith của mẹ đang vui chơi, kiếm tiền mua nhà ở Mỹ hả? Tôi không muốn sống nữa. Đi ngủ đi. Mày đi đâu? Vì mẹ tôi sẽ đi hốt cứt. Đợi đã. Đừng đi. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến sau 3 ngày nữa. Tôi nghĩ anh có thể không đến. Tôi cũng nghĩ thế. Vladimir Petrovich, tôi không ngăn được. Ông nghĩ sao? Không có ai bên vực chúng ta à? Không ai che chở chúng ta à? Ai đây? Anh biết cô ấy không? Đây là con dâu của Kamei Nesekaya. Chào Vera. Ông đừng quên là ông đã giết cha tôi. Cháu đã nói cái gì vậy Vera? Ông không thích sự thật à? Ông đã muốn trả thù chúng tôi vì cái gì? Bởi vì Max không kết hôn với Rita của ông à? Vì anh ta không thích cô ấy mà thích tôi. Và ông nên đặt một ngọn nến trong nhà thờ đi. Vera, trước hết bình tĩnh đi. Thứ hai, chúng tôi không có gì để nói với cô. Sao lại không có gì? Ông không muốn nói gì về việc ông định đưa Galina Arkadievna vào tù thay mình hả? Xây nhà như cứt ấy. Các người phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi sẽ chứng minh lòng đã lừa chúng tôi mua cái nhà nguy hiểm ấy. Tôi viết trên các báo, sẽ lên tất cả các kênh truyền hình. Tôi sẽ chứng minh ông là tên trộm, là kẻ giết người, ông hiểu không? Để tôi yên. Vera. Vladimir Petrovich, anh làm gì thế? Gọi xe cấp cứu mau. Vera, thật tồi tệ. Vera. Mẹ, cô ấy thế nào? Đứa bé thế nào? Không biết, bác sĩ vẫn chưa ra. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nếu cô ấy đánh mất con trai tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Bà có nghe không? Không bao giờ tha thứ. Mẹ à, mẹ thì liên quan gì với nó? Mẹ không biết nó đang ở đâu. Mẹ lại uống rượu à? Ồ, bác sĩ, anh có phải là người nhà của Vera Kamenetskaya? Phải là tôi. Cả con và mẹ đều ổn. Anh là chồng ư? Vâng, tôi có thể giúp gì? Cô ấy đang truyền dịch. Bây giờ vợ anh cần yên tĩnh tuyệt đối. Khi nào có thể vào thăm cô ấy? 2 tuần nữa. Lúc này cứ nằm ở đây để kiểm tra. Chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân chính xác của căn bệnh. Có lẽ đó là sự giảm huyết áp đột ngột. Hầu như tất cả mọi người đều bị căng tử cung trong thời kỳ đầu mang thai. Bất kỳ yếu tố tiêu cực nào cũng có thể gây ra việc chấm dứt thai kỳ sớm. Hãy theo dõi vợ nhé. Cảm ơn. Thế đấy, nhưng con đã lo lắng quá. Vladimir Petrovich, cháu nói về việc đấu thầu. Có lối thoát ở thủ trưởng mới của hội đồng. Ngày mai cháu và Vasily Semyonich sẽ cùng ăn trưa. Giỏi lắm. Này cậu đẹp trai, nhất định phải ghé phòng tài vụ, lĩnh tiền đi tiêu nhé. Vladimir, được rồi, tuyệt lắm. Vladimir Petrovich, chúng ta chỉ cần xác định số tiền lãi quả. Này, thứ nhất không phải là lãi quả, mà là cảm ơn cho công lao. Chúng ta cho Skorybin bao nhiêu? 15% mà. Vâng. Bác nghĩ rằng ở đây không được ít hơn đâu. Tại vì đấy, cháu nghĩ với Vasily, cháu sẽ thỏa thuận được về 12. Này, được 12 rồi. Nghĩa là cậu sẽ kiếm được tiền thưởng cho mình. Xong rồi, nào hành động đi. Hiểu rồi, vâng. Vâng, Vladimir Petrovich, đây là Boris, tôi đang nói về tình hình hiện tại. Tôi hiểu rằng anh muốn đứng ngoài lề, nhưng anh có thể giúp tôi và Galina bằng cách nào đó chứ?
Vì thế, Borisov, hãy nghe cho kỹ đây. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tòa nhà không còn là tài sản của chúng tôi. Nếu cậu có đề nghị hoặc câu hỏi nào, xin gửi hết cho Kazansky, là luật sư của tôi. Xong, tôi sẽ không bận tâm thêm về vấn đề này nữa. Tôi nói rõ quan điểm của mình rồi, phải không? Thế là xong, anh đi được rồi. Siroso, tôi cần gọi điện về nhà gấp. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như bố tôi gặp sự cố làm ăn. Tôi đọc thông tin về việc này trên mạng. Tất nhiên rồi, gọi đi. Alo, Baroni Salavai Yanovna. Xin chào, bạn đang gọi cho công ty Margot. Tiếc là đã hết ngày làm việc. Để lại tin nhắn hoặc gọi lại cho chúng tôi từ 10 đến 18 giờ. Kiri. Margot này, tôi nghĩ nếu có gì nghiêm trọng, tự bố sẽ gọi cho bạn. Thế này, tôi lấy bàn chải, kem đánh răng, đây là áo choàng, xà phòng, giấy vệ sinh, táo thì mua trên đường đi. Mẹ giả vờ là một mẹ chồng chu đáo được lắm. Mẹ chưa bao giờ yêu Vera mà. Mẹ chưa bao giờ che giấu chuyện này. Đứa trẻ không liên quan gì. Còn con, thay vì làm một người chồng chu đáo, tốt hơn là nên tìm một việc làm đi. Cái gì? Đây đây. À mà này, con sẽ làm việc trong quán cà phê của mẹ nhé. Con nói gì? Trong quán của chúng tôi. Nhưng không còn quán nào nữa. Bây giờ thì sao? Thế mẹ tưởng con có thể ra ngoài và tìm một công việc bình thường để lấy một số tiền bình thường à? Hay là cái gì? Ôi. Hay là mẹ không quan tâm con kiếm được 5 xu ở đâu hả? Giá như đôi mắt không làm phiền mẹ. Đừng chỉ đóng sập cửa. Xin chào Anuja. Vladimir Petrovic đang bận. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không đuổi tôi đâu. Chào anh. Chào, khỏe thôi. Đợi đã. Cảm ơn. Bây giờ cứ ngồi tạm đó đã. 10 phút nữa chúng ta sẽ đi. Volodya, anh làm việc chăm chỉ thật. Ừ, anh cần nghỉ ngơi. Có thể làm việc liên tục bao lâu hả? Phải. Ta đi đâu đó đi. Dẫu chỉ một tuần. Anuja này, em nghĩ là anh không muốn nghỉ ngơi à? Nhưng khi Rita chưa về thì điều đó là không thể. Nhưng một năm nữa nó mới về nước. Nhưng nếu nó không về thì sao? Thực ra thì nó sẽ tìm được một người nào đó, rồi lấy chồng và ở lại đó. Bỉ thui cái mầm cô Anuja. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Phải, chào con gái. Chào bố. Bố ơi, con đọc rằng bố đang gặp rắc rối. Ban công công trình bị sập. À, chuyện đó thì... Đó là một tình huống hơi khó chịu. Đừng lo. Luật sư đang lo việc này. Đáng sợ quá. Phải, thật khó chịu. Con biết không? Cảm ơn Chúa vì lúc đó nó không phải là tài sản của chúng ta. Nên đừng bận tâm. Bố đang an ủi con à. Rita, thật ra tất cả bình thường. Bình thường đến nỗi bố quyết định mặc kệ tất cả và đi nghỉ. Bố định đến Italia nghỉ khoảng 10 hôm. Chính xác thế chứ bố? Chính xác. Tất cả đều tốt cả.
Xong rồi thôi nào. Hôn con nhé. Tạm biệt. Hôn bố. Bố nghỉ ngơi vui vẻ nhé. Volodya, anh thật tốt bụng. Ừ. Anh rất chu đáo. Nói chuyện rất dịu dàng với Rita. Anh biết đấy, em cũng muốn có đứa con như thế. Anh có thể nói gì với em nhỉ? Chúng ta có thể thử bắt đầu làm việc này ngay bây giờ. Ngay bây giờ à? Phải. Anh chắc chứ? Chính xác chứ? Được. Ai nuôi à? Veronica, hôm nay hết việc rồi, tạm biệt. Chị cũng có thể về nhà. Ô, xin chào. Vladimir Petrovich, cháu có vài câu hỏi về Yun nuôi ở đây. Tự lo đi, bác và cháu đã thảo luận hết rồi. Không có gì phải thảo luận đâu. Anh làm hỏng dự án. Anh sẽ chịu trách nhiệm hay làm việc đi. Tạm thế nha. Cho nên làm gì bây giờ? Cháu không thể tự mình giải quyết vài vấn đề. Không đúng đẳng cấp, có thể nói thế. Rất tốt là anh hiểu điều đó. Phải, nhưng có rất ít thời gian. Được rồi, cháu sẽ hành động tùy theo tình huống. Xin chào, mời vào, mời ngồi. Cảm ơn, xin chào. Đây là Sergei Kazansky, luật sư của Vladimir Petrovich Sikorsky. Rất hân hạnh như người ta nói, thời gian là tiền bạc, đi thẳng vào việc nhé. Galina Arkadyevna, nói chung nếu chị bằng lòng với đề xuất của chúng tôi, thì tôi sẵn sàng đại diện cho quyền lợi của chị trước tòa, tất nhiên là cả lợi ích của Borisov nữa. Triển vọng của chúng ta thế nào? Tôi nghĩ rằng án treo, thậm chí có thể chỉ là phạt tiền. Chúng tôi sẽ đấu tranh. Đúng thế chứ? Có xác suất cao. Tồi tệ nhất có thể là tù 1 năm rưỡi. Nhưng sau đó vài tháng có thể được ân xá. Nhưng xin lưu ý rằng chị sẽ nhận được khoản tiền bồi thường rất xứng đáng cho việc này. Nếu tôi từ chối thì sao? Vậy thì tôi e rằng chị sẽ đối mặt với hệ thống tư pháp của chúng tôi. Không, tất nhiên chị sẽ được chỉ định một luật sư miễn phí. Nhưng trong trường hợp đó, tôi e rằng hậu quả sẽ rất thê thảm. Nhưng tôi đề nghị chị một phương án rất tốt. Chị đừng vội trả lời. Tôi sẽ cho chị một vài phút suy nghĩ. Anh chị bàn bạc đi. Galia, tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nên đồng ý với các điều khoản của luật sư. Con cũng nghĩ thế. Hai người đều không hiểu à? Hai người không hiểu rằng đây là kết án sao? Sau này mọi người sẽ né tránh tôi. Galia, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ bị bỏ tù. Chỉ là không có bất kỳ khoản lợi tức nào. Dạ, điều đó vẫn chưa rõ. Theo như tôi hiểu, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào giám định. Và giám định có thể chứng minh tội lỗi của Sikorsky. Maxim, đừng ngây thơ thế. Tôi xin cậu. Galia, nghe này. Tôi có một gia đình và... tôi phải chăm sóc gia đình. Vì vậy tôi sẽ chấp nhận đề nghị của luật sư và nhận tiền. Và tôi thú nhận trước tòa rằng tôi biết về việc quy hoạch lại bất hợp pháp. Nhưng tôi sẽ phải nói là cả chị cũng biết. Nhưng chị tiết kiệm. Xin lỗi, tôi không có lựa chọn nào khác. Thôi được. Sao lại ngồi đây nhỉ? Đi đi, gia đình đang đợi anh ở đó. Sao? Anh chị quyết định chưa? Tôi cần một vài ngày. Được thôi, chỉ có vài ngày. Cứ nghĩ đi. Tạm biệt. Tạm biệt.
Uống đi, uống đi chàng trai. Đây là loại whisky ngon. Tôi biết rõ thế. Tôi đã xem giấy tờ của cậu. Thế anh sẽ nói gì? Tôi sẽ nói rằng đã lâu tôi không gặp tài liệu được làm đầy đủ như vậy. Vì vậy mọi thứ đều rõ ràng và được xác minh. Cảm ơn. Điều kiện đặc biệt của anh là gì? Điều kiện đặc biệt 10%. Có thể thương lượng không? Vasily Semyonich, tôi nghĩ rằng dự án không đơn giản, nhưng khối lượng cũng khá lớn. Vậy thì sao? Việc xây dựng sẽ mất khoảng 5 năm. Tôi đề nghị 8%, và tôi đích thân trao tận tay cho anh, tất nhiên không dùng tiền mặt. Anh đi quá xa rồi. Thôi được, đồng ý. Đồng ý. Hãy xem nâng ly Yunui thế nào. Có thể sau này tôi sẽ kéo cậu về chỗ tôi. Nào. Sakusaki muốn mẹ và Boris nhận hết tội và ký giấy thú nhận rằng họ đã sơ suất. Khi làm lại, nói chung, ông ấy đề nghị gì? Nếu họ đồng ý, luật sư của ông ta hứa sẽ hưởng án treo hoặc thậm chí có thể phạt tiền. Ông ấy sẽ cấp tiền cho việc này. Điều này không quan trọng. Hãy nhớ những gì anh sẽ nói với ông ấy. Thành phố Zagreb. Nhìn anh tệ quá. Ngày hôm qua đi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi nào. Anh thường gạt cái gì đi mà không tính toán. Này anh, anh không phải là bố của em. Hãy nhớ lại chính mình khi còn khỏe, đã bước mạnh đến nỗi cái bức tường rung chuyển. Anh tha lỗi cho tôi. Tôi chưa nhắc là hàng tháng. Tôi chu cấp tiền cho Vera của anh. Việc này giống như vứt tiền vào hố xí ấy. Cô ấy có chồng rồi. Cậu không nhớ và đừng nhớ. Cô ấy lấy chồng bởi vì tôi đã gặp nguy hiểm. Tôi đã hứa với cha cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy. Và bây giờ tôi sẽ bảo vệ sau đây. Dù sao thì cô ấy không biết rằng tôi còn sống. Vậy là cô gái đã ổn định cuộc sống như cô ấy có thể. Không phải để anh và tôi, Ilyuha, đánh giá. Tôi sẽ không quên lời hứa đâu. Nhân tiện, lần chuyển tiền cuối cùng đã bị trả lại. Hãy tìm hiểu xem có vấn đề gì. Có lẽ cô ấy đã chuyển đi. Cô ấy sống ở nhà thuê. Ngoài ra tôi cung cấp đủ để cô ấy mua đồ cho mình. Tìm cô ấy đi. Điều quan trọng đối với tôi là biết rằng cô ấy vẫn ổn. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Đừng dạy tôi cách sống. Được, xin lỗi nha. Nghỉ ngơi đi. Thế nha, tôi e rằng không tính toán được. Chúng tôi cần đảm bảo rằng anh sẽ bảo vệ mẹ và sẽ có án treo. Tôi sẽ làm những gì phụ thuộc vào tôi và hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ ký thỏa thuận hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi cần một căn hộ đẹp và. Đây là số tiền. Rất tiếc. Tôi hy vọng bạn hiểu rằng mình tôi không quyết định thế được. Nhưng tôi sẽ chuyển đề nghị của bạn tới Vladimir Petrovich. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thỏa hiệp được. Thôi được. Vào đi. Vậy đó, Yura, cảm ơn. Thôi nào, nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp lại. Volodenka. Cái gì? Trông anh trẻ ra 15 tuổi. Thật à? Nghỉ ngơi thật xứng đáng, ông bố trẻ à? Nào, chúng ta có thể nghĩ ra được gì? Chúng ta có thể làm ra trẻ con không? Ôi, ở nhà thích quá nhỉ? Phải. Chào Vladimir Petrovich, có chuyện khẩn cấp. Vào đi. Đừng cởi vậy.
Đây là Sergeyevich, đây là Anuya. Xin chào, Aneska, chúng tôi cần nói chuyện được không? Vâng. Xin mời. Chị mới xuống máy bay. Vâng, tôi biết. Và Ronnie Selava đã nói với tôi về số chuyến bay của anh. Nhưng tôi không đến được sân bay, tôi quyết định đến nhà ngay. Anh nghĩ thế nào? Không sao, tốt cả. Vào việc luôn đi. Tòa mở ngày mai, nhưng đến lúc này chúng ta vẫn chưa thảo luận chi tiết. Nếu Kamenetskaya và Borisov phủ nhận lời khai của họ, tôi nghĩ sẽ điều tra lại. Thế họ muốn gì? Tiền và một căn hộ trung tâm. Tôi sẽ chỉ cho họ số tiền mà tôi đề nghị ban đầu. Nhưng khi ấy, tôi e rằng phiên tòa có thể không diễn ra suôn sẻ. Thôi được. Thì cho họ thêm một chút nữa. Tôi hiểu rồi. Còn một câu hỏi nữa. Tranh nhau mất tối thiểu là sao? Này, hãy làm tốt nhất cho họ trước tòa. Tất cả vì họ. Làm mọi thứ có thể. Nếu không hiệu quả thì do cậu có phải là chúa đâu. Tôi đã cảnh cáo cô ta không nên nhúng mũi vào việc này. Tôi hiểu anh. Vậy thì đằng nào tôi cũng phải đến văn phòng của anh. Và tôi nghĩ anh sẽ cho tôi tài liệu nghiên cứu. Chúng ta đi thôi. Anuya. Vâng. Anh đến văn phòng một lúc và quay lại ngay được không? Được. Thế là xong, đừng buồn. Em sẽ đợi. Luật sư của Sarkozy gọi bảo rằng chúng ta có thể có tiền. Và tiếp sau là căn hộ ở thủ đô. Con nghĩ đây là một cơ hội. Còn mẹ sẽ ngồi tù với tội phạm. Nếu chúng giết mẹ thì sao? Nếu mẹ tự chết thì sao? Mẹ nghe này. Nếu mẹ từ chối, Sarkozy vẫn thoát được rắc rối. Còn chúng ta sẽ ra đường. Mẹ sẽ được hưởng án treo hay tù ngắn hạn. Rồi mẹ sẽ được tha trước hạn, mẹ à. Con sẽ đến thăm nuôi mẹ. Mẹ muốn thì con sẽ lấy phòng riêng cho mẹ nhé. Con hiểu mình đang nói gì không? Phòng giam riêng à? Con sẽ chi tiền cho giám đốc trại giam. Mẹ sẽ có điều kiện tốt nhất. Và chúng con sẽ nói con bé biết nó có người bà tuyệt vời thế nào, bà yêu nó thế nào. Tức là một đứa bé sẽ sinh ra lớn lên, còn mẹ sẽ ngồi tù phải không? Không không. Không, mẹ nghe này, không phải. Nếu mẹ chấp nhận đề nghị, chúng ta sẽ có thời gian chấn chỉnh kinh doanh. Sau đó mẹ sẽ có cuộc sống an toàn, bình lặng nhất. Mẹ sẽ nghỉ ngơi, sống cho chính mình, trong cháu. Mẹ nhé. Hãy giúp với. Nếu không chúng con sẽ chết mất. Được rồi con trai. Mẹ sẽ làm tất cả cho con. Tất cả cho con. Cho con và cho đứa bé. Được. Hết tập 9.